Quý vị và các bạn thân mến, các em học sinh thân mến, trong chương trình hôm nay, Thanh Tùng diễn đọc sẽ cùng với quý vị, các bạn, các em học sinh đến với sách giáo khoa ngữ văn lớp 11, tập 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, trang 28, thực hành đọc. Một số điều cần lưu ý khi đọc văn bản. Vị trí đoạn trích trong tác phẩm, phẩm chất anh hùng của nhân vật Tử Hải, nghệ thuật thể hiện tính cách nhân vật, lời thoại, cử chỉ, hành động, vân vân. Nghệ thuật tạo dựng bối cảnh không gian thời gian và nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ. Chú thích chân trang số 1, hồi thứ tư, vì hiếu phải quên mình, không nỡ dòng nhà tuyệt tự, dứt tình còn nhớ nghĩa, đành nhờ em ruột nối duyên, Thanh Tâm tài nhân Kim Vân kiểu truyện, Nguyễn Khắc Hanh, Nguyễn Đức Vân dịch, Nguyễn Đăng Na giới thiệu và Hiệu Đính, nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội, 2007, trang 45 đến trang 59. Hết chú thích chân trang trang 28. Chí khí anh hùng, trích truyện Kiều, Nguyễn Du. Nửa năm hương lửa đương nồng, trường phu thoát đã động lòng bốn phương. Trong vời trời bể mênh mang, thanh gươm, yên ngựa, lên đường, thẳng răng. Nàng rằng phần gái chữ tòng, chàng đi thiết cũng một lòng xin đi. Từ rằng tâm phúc tương chi, sao chưa thoát khỏi nữ nhi thường tình. Bao giờ mười vạn tinh binh, tiếng chiêng dậy đất, bóng tinh rập đường, làm cho rõ mặt phi thường. Bây giờ ta hãy rước nàng nghi ra, bằng nay bốn bể không nhà, theo càng thêm bận, biết là đi đâu. Đành lòng chờ đó ít lâu, chầy chăng là một năm sau. Vội gì quyết lời dứt áo ra đi, gió mây bằng đã đến kỳ dặm khơi. Đào Duy Anh, từ điển truyền Kiều, sách đã dẫn, trang 716 đến 717. Thanh Tùng diễn đọc. Chú thích chân trang, dấu sao, nhan đề do nhóm biên soạn lấy theo sách giáo khoa ngữ văn 10, tập 2, sách đã dẫn. 1. Hương lửa đương nồng, nghĩa là tình cảm vợ chồng hòa thuận nồng thắm. 2. Trường phu là người đàn ông có khí phách. 3. Thẳng rong là đi một cách dứt khoát, nhanh. 4. Tòng là theo, ý nói phận làm vợ phải đi theo chồng. 5. Tâm phúc tương chi là biết rõ, hiểu thấu tấm lòng của nhau. 6. Nữ nhi thường tình là tình cảm thông thường của người phụ nữ. 7. Tinh binh là binh lính tinh nhuệ. 8. Bóng tinh là bóng cờ. 9. Nghi gia là ý nói đón về nhà chồng. 10. Bằng là chim bằng, trong Nam Hoa Kinh của Trang Tử có điển, chim bằng bay về cõi nam, lựa gió bay sang một mạch, chín vạn dặm. Ý nói, Tử Hải như cánh chim bằng, cưỡi gió bay cao, bay xa. Hết chú thích chân trang trang 29. Một số điều cần lưu ý khi đọc văn bản thứ hai là đề tài cảm hứng sáng tác, thể thơ ngũ ngôn và thi liệu được sử dụng, chất trữ tình và các yếu tố nghệ thuật độc đáo, tâm hồn nhạy cảm, lãng mạn và tinh tế của nhà thơ. Văn bản Mộng Đắc Thái Liên, nghĩa là mơ đi hái sen, tác giả Nguyễn Du, diễn đọc Thanh Tùng. Phiên âm, bài này gồm có 5 phần. 1. Khẩn thúc giáp điệp quần, Thái Liên trạo tiểu lĩnh, Hồ Thủy Hạ sung dung, Thủy Trung hữu nhân ảnh. 2. Thái thái Tây Hồ Liên, Hoa thực câu thướng thuyền, Hoa dĩ tặng sở úy, Thục dĩ tặng sở liên. 3. Kim thần khứ Thái Liên, nãi ước đông lân nữ, bất chi lai bất lai, cánh hoa văn tiếu ngữ. 4. Cổng chi liên liên hoa, thùy giả liên liên cắn, kỳ trung hữu chân ti, khiên liên bất khả đoạn. 5. Liên diệt hà thanh thanh, liên hoa kiều doanh doanh, thái chi vật thương ngẫu, minh niên bất phục sinh. Dịch nghĩa. 1. Sắn váy cánh bướm gọn gàng, trèo chiếc thuyền con đi hái sen, mặt hồ sóng nước gợn lăn tăn, dưới nước in bóng người. 2. Hái sen hồ Tây, hoa sen gương sen cùng bỏ lên thuyền, hoa để tặng người mình giận, gương để tặng kẻ mình thương. 3. Sáng nay đi hái sen, đã hẹn cô hàng xóm cùng đi, chẳng biết có đến hay không nữa, chợt nghe tiếng cười nói bên khóm hoa. 4. Ai cũng chỉ thích hoa sen, còn cọng hoa mấy ai thích, thân sen ẩn tơ bền, vấn vương không đứt được.
5. Lá sen thì xanh xanh, hoa sen đẹp nõn nà, hái sen chớ làm thương nó, kẻo năm sau hoa không mọc. Chú thích chân trang. 1. Váy cánh bướm là váy thêu cánh bướm, váy bay phấp phới. Nguyên văn chữ quần xưa chỉ chung quần và váy. Váy là trang phục phổ biến của phụ nữ miền Bắc thời trước. 2. Nguyên văn là sung dung, nghĩa là nước lai láng, sóng gợn lăn tăn. 3. Hồ Tây là thắng cảnh nổi tiếng ở Thăng Long, Hà Nội. Theo nhiều giai thoại, Hồ Tây gắn với mối tình thơ giữa Nguyễn Du và nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Có người cho rằng nhân vật người con gái trong bài thơ này là hình bóng của Hồ Xuân Hương. 4. Nguyên văn là úy, có nghĩa là sợ, giận, ghét. Nhiều bản dịch chọn nghĩa thứ nhất là sợ, nhưng trong cảnh này, ở văn cảnh này, từ úy đối với liên, nghĩa là thương, mến, ở câu dưới, thể hiện rõ cách nói tình ý giận, thương, ghét, yêu trong văn hóa người Việt. 5. Cô hàng xóm, dẫn điển xưa, chỉ nhà hàng xóm ở phía đông, nơi có người con gái đẹp, ở tường đông, ong bướm, đi về, mặc ai, chuyện kiều. 6. Nguyên văn là câu hỏi tu từ, thể hiện ý băn khoăn, không biết là có đến hay không đến. 7. Ngó là phần thân dưới của cây sen, nằm trong bùn, ruột trắng, vị ngọt. Thành ngữ có câu, ngẫu đoạn nhi ti liên, nghĩa là ngó sen tuy đứt, nhưng tơ nó vẫn còn liền với nhau. Mạnh Giao Trung Quốc có câu, thiếp tâm ngẫu trung mịch, tuy đoạn do khiên liên, là lòng thiếp như tơ ngó sen, dù đứt còn vương hoa. Chuyện kiều, dẫu lìa ngó ý, còn vương tơ lòng. Hết chú thích chân trang, trang 31. Dịch thơ. 1. Sắn quần, sắn gọn quần cánh bướm. Dịch thơ. 1. Sắn gọn quần cánh bướm, chèo thuyền con hái sen, nước hồ đầy lai láng, dưới nước bóng người in. 2. Tây hồ hái hái sen, hoa gương bỏ lên thuyền, hoa tặng người mình sợ, gương tặng người mình quen. 3. Sáng nay đi hái sen, hẹn cô kia đi với, chẳng biết có đến không, cách hoa nghe cười nói. 4. Hoa sen ai cũng ưa, cuống sen chẳng ai thích, trong cuống có tơ mảnh, vấn vương không thể đứt. 5. Lá sen màu xanh xanh, hoa sen dáng xinh xinh, hái sen chớ đụng ngó, năm sau hoa chẳng sinh. Phạm Khắc Hoan và Lê Thước Dịch. Thơ chữ Hán Nguyễn Du, nhà xuất bản Văn học Hà Nội, 1978, trang 178 đến trang 182. Vui lòng bấm like, share, đăng ký kênh YouTube Thanh Tùng diễn đọc để kiến thức văn học trong trường học là kiến thức văn học không bị xuyên tạc. Trân trọng, mến chào.